Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chương trình tiếng Nga lớp 8 của chúng ta. Chúng ta sẽ học bài số 4 phần 1. Các em nếu mà chưa kịp bấm đăng ký kênh, hãy nhớ bấm đăng ký kênh và bấm like cho video này. Đồng thời, các em đừng quên, khi mà các em xem video có điều gì các em muốn hỏi, hãy viết xuống phần comment bên dưới nhé. Trong phần 1 của bài số 4 của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta sẽ học cách nói khi không nêu cụ thể người và hành động. Hay là nói khác đi, chúng ta sẽ học cái cách nói, cái câu của tiếng Việt là người ta nói rằng. Người ta nói rằng trong tiếng Nga người ta sẽ nói như thế nào? Điều đó hoàn toàn không có gì khó cả. Người ta sẽ sử dụng một cái động từ và người ta sẽ chia nó ở ngôi a nhỉ. Đúng không? Chúng ta sẽ có cái câu cụ thể như sau. Câu của chúng ta đó là người ta nói rằng. Chúng ta sẽ viết là câu. Người ta nói rằng. Đó, cái câu người ta nói rằng này chúng ta sẽ có các bước như sau. Là một là chia động từ ở ngôi a nhỉ. Chia động từ ở ngôi a nhỉ. Hai của chúng ta. Đó là hai là chúng ta sẽ đây là một tạm một đấy. Hai chúng ta sẽ là bỏ. Bỏ đại từ a nhỉ đi. Thế là chúng ta được câu bỏ đại từ a nhỉ đi. Hay là ra, chúng ta sẽ ghi ra khỏi câu để cho nó rõ đó. Thế và chúng ta được câu gọi là câu vô nhân xưng. Chúng ta được câu là gọi là câu vô nhân xưng. Hay là câu không có chủ ngữ. Đó, không có chủ ngữ. Đó, thì như vậy đó là cái cách mà chúng ta có thể tạo ra một cái câu mà khi không cần nêu cụ thể người hành động. Hay là chúng ta gọi là không có chủ ngữ hay là không có chủ thể. Chúng ta cùng đọc bài của chúng ta. Ребята, куда вы сейчас идёте? Các bạn ơi, các bạн đi đâu bây giờ đấy? В кинотеатре Россия. Ở rạp chiếu phim Россия. Говорят, người ta nói rằng. Đây là gì? В кинотеатре Россия là đi đến rạp chiếu phim Россия. Говорят, что там показывают новый и очень интересный фильм о женщинах-космонавтах. Người ta nói rằng ở đó người ta đang chiếu. Показывает tức là người anh nhỉ. Và cũng dịch là người ta đang chiếu một bộ phim mới. Очень интересный фильм, một bộ phim mới và rất thú vị về những người phụ nữ du hành vũ trụ. Женщина космонавта. Vậy thì ở đây chúng ta có hai động từ mới, говорят và показывать. Hai động từ này thì trên thực tế chúng ta chỉ cần học như sau. Chúng ta có động từ говорит. Ôi, nó chạy đi đâu đấy? Так. Chúng ta quay trở lại bài, chúng ta có động từ говорит. Говорит đó là nói. Говорит là nói. Đây là động từ thể chưa hoàn thành, несовершенный вид. Chúng ta khi mà học động từ chúng ta cần xác định ngay đó là động từ gì. Совершенный вид или несовершенный вид tức là động từ thể chưa hoàn thành, là tiếng Việt mình có nghĩa là nói. Và chúng ta sẽ chiếu phim đấy. Chiếu đây là chiếu phim. Chúng ta sẽ dịch đúng với nghĩa ở trong bài đấy. Đó là động từ показывать. Показывать cũng là động từ để chưa hoàn thành, несовершенный вид. Đó. Так вот. Vậy là ở đây chúng ta có hai động từ mới và hai động từ này đều chia. Động từ показывать chia ở nhóm 1, động từ говорит thì chia ở nhóm 2. Так вот. Thế vậy thì muốn như thế thì chúng ta phải biết cách chia hai động từ này. Đầu tiên là chúng ta sẽ cùng nhau chia động từ говорит, sau đó chúng ta sẽ chia động từ показывать. Chúng ta cùng làm việc với hai cặp động từ говорит và показывать. Говорит là động từ thể chưa hoàn thành, chúng ta chia я говорю, ты говоришь, он говорит, мы говорим, вы говорите, они говорят.
và có động từ thể hoàn thành đi theo cặp với nó. Chúng ta biết tiếng Nga luôn luôn có cặp, một động từ thể chưa hoàn thành và một động từ thể hoàn thành. Đây là động từ thể hoàn thành сказать. Я скажу, ты скажешь, он скажет, мы скажем, вы скажете, они скажут. Các em chỉ cần nhớ cách chia động từ nhé. Còn muốn sử dụng động từ thể hoàn thành hay là chưa hoàn thành vào trong câu thì chúng ta cần phải có kiến thức. Chúng ta rồi sẽ gặp đến trường hợp đó. Bây giờ chúng ta cùng xem động từ chiếu phim hay là cho ai xem cái gì. Đó là động từ показывать. Đây là động từ thuộc nhóm chia một rất dễ chia. Я показываю. Ты показываешь. Он показывает. Мы показываем. Вы показываете. Они показывают. Và động từ показывать sẽ có cặp là động từ показать. Động từ показать ở đây chúng ta nhìn thấy với động từ сказать rất giống nhau. Giống nhau đây là có s, tiếp đầu ngữ, còn đây là tiếp đầu ngữ po, показать. Thế vậy cách chia của chúng cũng giống hệt nhau. Я покажу, я скажу, ты покажешь, я скажешь, ты скажешь, он покажет, мы покажем, вы покажете, они покажут. Đó là động từ thể hoàn thành chiếu phim hoặc là cho ai xem cái gì. Vậy thì vừa rồi chúng ta đã cùng nhau học hai động từ của chúng ta. Động từ говорить đi theo cặp với động từ сказать. Động từ показывать đi theo cặp với động từ показать. Chúng ta cùng quay trở lại với bài đối thoại của mình. Chúng ta cùng đọc lại và dịch. Ребята, куда вы сейчас идете? Các bạn ơi, các bạn đi đâu bây giờ đấy? В кинотеатр Россия. Chúng ta đấy, giới từ vợ ở cách 4. Chúng tớ đi đến rạp chiếu phim Россия. Говорят, người ta nói rằng, что там показывают, rằng ở đó người ta đang chiếu. Новый и очень интересный фильм. Một bộ phim mới và rất thú vị. А женщина космонавта. Về những người phụ nữ phi hành vũ trụ. Chúng ta thấy ở đây là ở cách 6 giới từ O với danh từ женщина thì thành женщина. Космонавты thì thành космонавта. Đây là đuôi của danh từ số nhiều ở cách 6. Bây giờ mời chúng ta chuyển sang phần bài đọc. Bài đọc của chúng ta như sau. Петя, ты не знаешь, кто Юрий Гагарин? Петя, cậu có biết Юрий Гагарин là ai không? Да, конечно, знаю. Tất nhiên là tớ biết rồi. Он первый в мире космонавт. Ông ta là người nhà phi hành phi công vũ trụ đầu tiên đấy. В мире là trên thế giới. Nhà phi công vũ trụ đầu tiên ở trên thế giới. Его имя знают. Người ta, chúng ta nhìn thấy cấu trúc là người ta đây. Cấu trúc ngôi они mà không có chữ они. Люди знают или знают его имя. Người ta biết cái tên của anh ta. О нем писали, пишут и будут еще писать. Người ta đã viết về anh ta, đang viết và sẽ còn viết nữa về anh ta. Tất cả những cái cấu trúc, những cái câu này người ta đều dùng ngôi chia они, nhưng không có đại từ nhân xưng thì chúng ta sẽ dịch là người ta. Người ta đã viết về anh ta, о нем là về anh ta, đang viết về anh ta và sẽ viết về anh ta. Câu 2. Дима, ты любишь музыку? Зиму. Дима, cậu có yêu thích mùa đông không? Да, я люблю зиму, потому что зимой везде белый снег. Везде можно видеть, как катаются на лыжах и на санях. Cũng đúng rồi. Tớ rất là thích yêu thích mùa đông. Bởi vì vào mùa đông, зимой là vào mùa đông. Везде là ở khắp mọi nơi. Белый снег, ở khắp mọi nơi đều có tuyết trắng. Везде можно видеть, và ở khắp mọi nơi đều có thể nhìn thấy. Как катаются, chúng ta có động từ кататься, đó là trượt băng và trượt tuyết và đi trượt xe trượt. Лыжах là trượt tuyết và на санях đó là trượt bằng xe trượt tuyết. Thế vậy thì ở đây chúng ta có động từ mới là кататься. Động từ кататься sử dụng với cấu trúc ở cách 6 на лыжах và ở số nhiều và на санях. Thế vậy thì đây là người ta dùng cái cấu trúc ở ngôi они nhưng không có đại từ nhân xưng они thì chúng ta sẽ dịch là người ta. Người ta đang làm cái gì đó. Câu 3. Ребята, вы знаете песню Калинка? Ребята, các bạn ơi, các bạn có biết bài hát Калинка không? Знаем. Biết chứ, chúng tớ biết chứ. Эту песню знают. Любят и поют в городах и в деревнях. Bài hát này
người ta biết, người ta yêu thích và người ta hát ở trong các thành phố và trong các vùng làng quê. Vậy thì chúng ta ở đây thấy người ta sử dụng là gì? Znajut, lưu biệt và payut. Đó, thế đó là những cấu trúc ở ngôi dạng chia ở ngôi anh nhỉ mà không có đại từ nhân xưng anh nhỉ. Thì chúng ta dịch là người ta biết, người ta yêu thích và người ta hát ở trong các thành phố và trong các làng quê. Vậy thì vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tham khảo xong bài học của ngày hôm nay. Nhưng mà học như thế này chúng ta mới chỉ là biết thôi. Các em muốn giỏi tiếng Nga thì các em cần phải đọc lại bài này rất nhiều lần. Đọc ít ra phải được 20 lần cái bài này và chép ra vở được 1-2 lần. Thì các em mới hoàn thành nhiệm vụ của việc học bài. Nếu mà em nào thực hiện được như thế thì các em sẽ giỏi tiếng Nga. Thế còn nếu mà ai mà không làm được như thế thì sẽ tự trách mình rằng đừng có hỏi mình là tại sao em chưa giỏi tiếng Nga. Thì có vậy thôi, bí quyết của chúng ta rất là đơn giản. Vậy thì để có thể nhận được bài thường xuyên, các em cần bấm đăng ký kênh và bấm like cho video này. Và hãy vào học cùng với thầy hàng ngày nhé. Hiện nay các bài học đều ra khoảng 19 cho đến 21 giờ buổi tối. Khi mà thầy rỗi và có thời gian rảnh thì thầy sẽ xuất bản bài cho các em. Cảm ơn các em và hẹn gặp lại các em trong các bài học tới. Спасибо, до свидания. Các bạn đang xem video trên kênh Vui Học Tiếng Nga do Hoàng Video giảng dạy. Chương trình dạy online của môn tiếng Nga được thực hiện hàng ngày với nhiều bài học cấp độ khác nhau. Trân trọng xin mời các bạn bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận bài thường xuyên, bấm like và chia sẻ bài. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tới.